đi sách cà bên cơm đi thăm đó. Cho bảnh mà. Con nói chú Tư lớn tuổi rồi, chú Tư bị lạc hậu rồi, không có theo kịp thời sự gì hết trơn. Trời ơi, con nói con nít bây giờ, học sinh bây giờ nó yêu nhau là cái chuyện bình thường. Con nói chẳng những nó yêu nhau phải không, mà nó còn đẻm nhau nữa. Chưa đâu, nó còn quay phim nó đưa lên mạng nữa kìa. Nói thằng bay rồi bà. Đất ơi, chú Tư. Con biết rồi, như vậy là thằng này nó ngoan đúng không? Nó ngoan là nó không có cái vụ gái gú. Như vậy là con nói cái này lần này là chính xác luôn. Vậy. Lần này là nó bị xe đụng. Xe đụng hả? Nhờ, mà xe đụng mà nó không có báo cho chú được, có nghĩa là nó rất là nặng. Nó bị hắt hối. Hắt hối là nặng lắm rồi. Miệng ăn mắm muối nó bay tụi ba. Đúng rồi, miệng ăn mắm ăn muối nó bay thiệt. Mà đúng rồi chú Tư ơi, con nói bây giờ là chắc chắn là nó không bị xe đụng. Mà nếu nó có bị đụng đi nữa đó không, thì nó đụng cũng nhẹ. Bắt quá là gãy chân không có làm gì hết. Thôi chú Tư. Cái miệng mày nó là mày. Nước cho Tư. Anh Tư à, cái chuyện thằng Hiếu con anh đó, tại sao anh không nói cho mọi người biết? Có gì là bà con chòm xóm mình à, họ có biết cách họ giúp. Đúng rồi. Rồi cũng có gì đâu, nó đi mới có 2 ngày nay rồi tôi chưa biết nó đi đâu thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Hay là nó té xong nó trôi nó chết đó. Thằng mắc chết. Không phải nữa. Trời ơi, mày uống trà đá cho mày uống cái gì sao mày nói bậy bạ như mày. Trời ơi, cái mỏ mày chắc là giả chết quá. Là anh Tư, anh Tư. Dạ. Hay là hồi nào giờ thằng Hiếu nó có bỏ đi vậy không? Hay là nó có bộ anh ơi? Dạ, tôi nghĩ không có đâu. Vì nó đang ăn học mà. Con tôi rành, nó ngoan lắm. Nó không có hư đâu. Nó là niềm tự hào và giấc mơ của tôi đó. Má nó bị bệnh tim chết. Ước mơ của tôi là nó học để thành bác sĩ tim, để mổ tim giúp đỡ cho mọi người. Trời đất ơi, cái chuyện đơn giản vậy mà cũng không ai hiểu. Con hiểu rồi, con biết chỗ nào ở rồi. Trời đất ơi, con nói để coi nè. Gái nó không có, đụng xe cũng không có, trong bệnh viện cũng không có. Như vậy là chắc chắn một chỗ nó phải có. Ở đâu? Đồn công an. Trời ơi, thằng này không phỏng quýnh nó không được anh Tư. Nó vô trong đó làm gì đâu? Để con nói cho dì Sáu nghe. Sáu nghĩ đi, nó đi bụi đời đúng không? Mà nó đi bụi đời thì nó sẽ không có tiền. Mà nó không có tiền thì nó phải đi bán heroin. Nó mà bán heroin thì chắc chắn là bị công an nhốt chứ sao. Thôi mày im giùm tao một cái đi. Rồi, nói cái gì mày nói đại đi, mày thưa tới mai luôn, 2 ngày nữa. Con thấy rồi, con thấy gì, con nói lẹ đây coi. Con thấy Hiếu. Hiếu đâu? Con thấy Hiếu sao? Ủa, trời đất ơi là trời. Hiếu trà đá ở đâu, nó lẹ giùm tôi coi. Có nghĩa là nó thằng Hiếu nó ở đâu? Không hiểu con nói gì cơ. Thằng Hiếu nó không phải là cái thằng uống trà đá. Nhưng sao? Mà con là cái thằng muốn uống trà đá. Trời đất ơi là trời. Có nghĩa là mày muốn uống trà đá. Phải không? Còn không phải là thằng Hiếu trà đá không? Mày nói túm gọn lại nè, mày nói mày cong cái đầu, cái đựa giữa cái đuôi. Rồi mày gom lại mày nói một lần tao nghe coi nó đâu. Hiếu đâu con? Con thấy Hiếu thằng thấy con. Con thấy Hiếu ở đâu? Thôi mệt quá đừng đi theo con đi, Rồi phá. Mày phải nói ở đâu tao mới theo chứ mày. Mày nói có nói thiệt không mà đi theo mày. Thằng Hiếu hả? Ở đâu? Con thấy nó ở đâu? Ở đâu nó lẹ. Nhưng mà không muốn nói. Trời ơi, nói giùm chú đi, chú đang rối vậy chị. Đang rối mà. Ai nói ra mất đi cái tính ngạc nhiên rồi sao? Trời ơi, làm như là phim hình sự vậy. Trời ơi, thằng này nó nhiễm dữ rồi. Nhiễm dữ lắm rồi. Mình làm như phim Mỹ cho nên bất ngờ, ngạc nhiên. Phải có như vậy nó mới hay rồi. Trời ơi, thằng này nó nói mà tôi mệt tầm canh vậy đó. Mà chắc không phải rồi, nó nói thiệt. Sao? Cái gì nữa đây? Rồi thì con tính đi rồi, nhưng mà con nghe gì sao đang lầm bầm gì đó. Con vô con nghe cho hết xong con mới đi. Trời ơi, mày nhiều chuyện quá, mày làm ơn mày đi, mày giúp người ta. Đi đây. Đi lẹ hả? Nhưng mà nói hết câu nha. Trời đất ơi, thằng thiệt. Tôi tự tử thôi. Trời ơi, xong gì mà nước không vậy trời. Trời ơi, giải xuống chắc chắn.
Ba ơi, ba có biết được nỗi lòng của con không ba? Không đúng, đàn ông là phải mạnh dạn, không được chết gan, chết là phải chết. Mọi người, tôi tự tử đây. Rồi, từ cái chỗ tự tử mà cũng ngu nữa, dám khoe vậy rồi ai đánh cạc giờ? Trời ơi, lựa chỗ tự tử mà dám khoe, nhảy xuống dưới đưa tôi cứu đi rồi ai dớt lên đây trời? Ba ơi, trời ơi, tự tử sao khó quá vậy trời ơi? Ai ngày nay thì kiếm chết luôn. Cô không phải đi câu cá mà cô đi tự tử. Đi làm. Cô nói thiệt qua cái con tự tử mà nãy giờ nhìn xuống sông nước ghê quá con dám nhảy rồi. Ba con cách nào chỉ con tự tử mà không chết được. Giờ con cách này nhẹ nhất mà nguyên còn nguyên dạng hình luôn. Cách gì nữa? Thoát ba vụ điện. Đầu tiên. Giật quéo rồi luôn hả? Nó bị nó bảo bà làm cái gì con tự tử. Ai làm cái con buồn con giận cái gì? Cô buồn không giận ai. Bơi, còn sáng nay con đi coi kết quả thi đại học, con rớt rồi bơi. Thi ba lần rớt ủ ba lần, nhà ba làm sao có người làm bác sĩ được? Bơi, con xin lỗi ba, tại con học vốn, con không thực hiện được mơ của ba, con làm bác sĩ nổi đâu. Mà ba muốn con phải làm bác sĩ. Ba coi trong phim đi, ba thấy có người bác sĩ nào mà cái mặt ác như con không? Cũng vì thực hiện ước mơ của ba, mà con học riết giờ mặt con già chát. 21 tuổi mà già vậy nè. Thì mày nói thiệt hay là mày hù dọa ba đi con? Con không hù ba đâu. Con thì rớt thiệt. Mà con muốn tự tử cũng thiệt. Ba ông tên ơi, con tự tử ba coi à. Vô gì? Con muốn tự tử rồi mày không giữ rồi lại mà còn đám nó nữa. Đúng rồi. Con nói chú tôi nghe bây giờ mình phải làm sao cho cái ước nguyện nó được thỏa mãn. Trời ơi, con tự tử không ai cản hay gì trời ơi. Ngọc, mày bạn thân tao, mày cản tao tí đi Ngọc. Tao hiểu mày rồi, ý mày là cản rồi, tao đứng lên. Ác quá, tôi tự tử mà không ai cản. Thế bây giờ con thích thi đại học kiến trúc hay làm mỹ thuật? Ê, tao thấy vậy nè, tao thấy hình như là mày cao ráo đẹp trai. Tao thấy mày thi vô trường điện ảnh được á. À, quen lớn á. Đúng rồi, vô trường điện ảnh đi. Tao không thích lắm á, tao thích được đóng phim á. Mày làm ghép nhánh, tao làm ghép phụ thôi. Mày rảnh quá, mày quá. Mình đây. Ủa, người ta cao ráo tao làm điện ảnh được, còn mày lùng súng rồi. Còn tao đớt, tao ngọng nữa, sao thâu tiếng mày? Phim Bạch Tuyết bảy chú lùng người ta quay rồi con. Con thưa ba, con có thi vô đại học nổi đâu ơi. Ba cho con vô trường trung học kỹ thuật đi. Con thích làm thợ cơ khí à, con sửa xe hơi. Mà ngọng nè, nó học giỏi hơn con mà nó còn sửa xe hai bánh được. Con học giỏi hơn nó, con sửa xe bốn bánh. Trời ơi, con hành nó quá mà. Có học dung với con hả? Mấy lần liền ở nhà mình cấp 2 á. À nó học hơn con. Mày nói thằng Hiếu nó học giỏi hơn mày thiệt hả? 4 năm liền học vô mà hỏi nó đi. 4 năm liền thằng nào nó cũng chơi nạn con chơi á. Giỏi hơn mày. Bây giờ hay giỏi hơn mày rồi. Đó, mày học hạng mấy? Trong đó 48 đứa. Con hạng 47, nó hạng 46. Trời ơi, vậy là cái giúp bọn bác sĩ ở nhà tôi mất luôn hả trời. Chú Từ ơi, con thấy cái giấc mơ của chú thì nó không có quan trọng. Mà quan trọng là cái giấc mơ của thằng Hiếu kìa. Đó, chú thấy không? Nó bây giờ nó không có đủ khả năng mà chú ép nó vô trường y thi tội nghiệp đó là uổng phí 3 năm trời, chú thấy không? Dạ đúng rồi ba. Ba thấy không, tụi bạn con giờ á, đứa nào đây gần có tấm bằng trung cấp kỹ thuật rồi. Rồi bật 3 trên 7 nữa. Còn con giờ ba thấy không? Giờ không có gì, ráng thi mà có được gì đâu. Ba ơi, con đừng nghĩ ba đừng ép con ba. Không nữa. Năm nó nói cũng đúng. À cũng tại ba, vì ba quá ích kỷ, ba muốn con phải thực hiện giấc mơ của ba. Ây, thôi thì bây giờ con cứ làm theo ý con thích đi. À, con thực hiện cái ước mơ của con. Làm vậy thì con mới phát triển được. Thật tùy con. À, anh ông nghe ba nói không? Đúng rồi, dạ, vậy là ba đồng ý cho con học trường dạy nghề đó ba. Cũng may, hồi nãy con muốn tự tử mà con chưa muốn chết. Cái bài nãy mà tao tới chậm tí xíu nữa mày chết, tối vậy có cháu đem ăn vui lắm. Vô nhiên. Như vậy là câu chuyện đến đây là hết rồi. Nhớ chọn lấy giấc mơ chồng.